Liệu một con cá mập trắng có thể tạo ra lực cắn đạt 4.095 size hay là 1,85 tấn hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu thực hư qua clip này nhé! Các bạn nhớ bấm đăng ký, bật chuông thông báo, đồng thời bật thông báo từ app YouTube để ủng hộ mình nhé! Đối với nhiều người, cá mập trắng lớn là tể tướng của đại dương và là một trong những sinh vật biển đáng sợ nhất, chỉ thua loài cá voi sát thủ. Trong khi cá mập voi là loài lớn nhất, thì cá mập trắng lớn nổi tiếng là một trong những loài cá mập săn mồi lớn nhất. Cá mập là một trong những loài săn mồi hàng đầu của biển, có hơn 500 loài cá mập đang sống dưới nước. Cá mập voi và cá nhám phơi nắng là hai loài cá mập lớn nhất, nhưng chúng không nguy hiểm ngay cả khi bạn gặp chúng dưới nước. Khi nhìn vào một con cá mập trắng, bạn biết nó rất nguy hiểm. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi lực cắn của một con cá mập trắng mạnh đến mức nào chưa? Cá mập trắng là một trong những loài cá mập đáng sợ nhất và sống ở khắp các đại dương trên thế giới, với số lượng cao hơn ở gần Nam Phi, Úc và New Zealand. Chúng có miệng đầy những chiếc răng sắc như dao, da sần sùi và là những kẻ săn mồi lão luyện. Cá mập trắng là một trong những loài săn mồi lớn nhất đại dương và có cú cắn cực mạnh. Hãy cùng tìm hiểu về lực cắn của loài này và sức mạnh thực sự của nó. Các bạn có thể đặt mua áo Godzilla hoặc khủng long tại trang áo godzilla.com để ủng hộ mình. Hình ảnh được in vào áo bằng công nghệ in chuyển nhiệt đem lại chất lượng cao nhất. Lực cắn của cá mập trắng đạt bao nhiêu? Một mô hình cá mập trắng 3D khổng lồ đã tạo ra lực cắn lên tới 4.000 size hay là 1,85 tấn. Lực cắn của chúng sẽ phụ thuộc vào kích thước của cá mập, vì những con cá mập lớn hơn sẽ tạo ra nhiều lực hơn. Những con cá mập trắng có kích thước khác nhau, con lớn nhất dài tới 6,1 mét. Trung bình con cái trưởng thành dài từ 4,6 đến 4,9 mét, trong khi con đực chỉ dài khoảng 3,4 đến 4 mét. Hầu hết những con trưởng thành nặng từ 540 đến 1090 kg. Phép đo 4.000 size lực cắn từ cá mập trắng được ước tính bởi các nhà khoa học Úc bằng cách sử dụng mô hình máy tính 3D. Nhờ việc xem xét thiết kế cơ bắp và hộp sọ cá mập trắng thông qua việc sử dụng hình ảnh TX, họ có thể đo chính xác độ mạnh lực cắn của một con cá mập trắng lớn. Trong phép đo 4.000 size của mình, họ đã sử dụng mô hình của một con cá mập trắng dài tới 6,4 mét, nghĩa là rất lớn so với những con cá mập trắng thông thường khác trong đại dương. Mặc dù lực cắn đó có thể được coi là vào loại cao nhất trong số các loài động vật trên trái đất ngày nay, nhưng những con cá mập cổ đại như Megalodon lại có lực cắn có thể mạnh hơn gấp 10 lần. Những con cá mập trắng cái trung bình dài khoảng 4,6 mét có thể tạo ra lực cắn khoảng 1.200 size hay 540 kg. Những con rất lớn có thể đạt lực cắn 2.300 size hay 1.045 kg. Như vậy, lực cắn của cá mập trắng dao động từ 500 kg đến 1 tấn. Dù thế nào, chúng vẫn là loài động vật rất nguy hiểm. Lập mô hình máy tính giúp xác định lực cắn của các động vật quá nguy hiểm để thử nghiệm. Nó đã giúp tìm ra lực cắn của các loài động vật như cá sấu và thậm chí cả loài Megalodon cổ đại. Răng của cá mập trắng là một trong những thứ nguy hiểm nhất liên quan đến cú cắn của nó và tại sao chúng lại nguy hiểm như vậy. Những chiếc răng của cá mập trắng. Những con cá mập trắng có một bộ hàm to lớn, nhưng răng của chúng cũng rất hữu ích trong việc khiến vết cắn này trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Trong 5 hàng răng trong miệng, loài cá mập trắng có khoảng 300 chiếc răng sắc nhọn và chúng liên tục thay thế răng khi bị rụng ra. Những chiếc răng này sắc nhọn, dài khoảng 7,5cm và rộng 5cm. Chúng có các cạnh có răng cưa để cắt xuyên qua con mồi mà chúng đang ăn. Mất răng là một vấn đề mà cá mập phải giải quyết, nhưng nó không phải điều gì nghiêm trọng, không giống như khi răng của chúng ta bị rụng. Cá mập trắng thường xuyên rụng răng, nhưng chúng ngay lập tức thay thế bằng những chiếc răng mới. Vì cá mập kiếm ăn thường xuyên nên chúng có thể thay răng vô số lần. Một số người ước tính một con cá mập sử dụng hơn 20.000 chiếc răng trong suốt cuộc đời của nó. Cá mập trắng sử dụng vết cắn như thế nào để ăn? Cá mập trắng sẽ ăn khoảng 2-3 ngày một lần. Vì những con cá mập này không thể nhai nên chúng cần thêm thời gian để tiêu hóa thức ăn đúng cách. Răng và vết cắn của cá mập trắng giúp nó giết chết nhiều loài động vật mà nó săn. Cá mập trắng lớn ăn hải cẩu, cá và các sinh vật đại dương khác. Răng của chúng giúp cắt và xé con mồi, xé toạc những miếng thịt và nuốt chửng toàn bộ. Răng của cá mập trắng có thể dễ dàng xuyên qua da cũng như xương của con mồi. Cá mập không ăn thường xuyên và dành phần lớn thời gian trong đời để bơi lội. Những con cá mập trắng phải liên tục bơi để sống sót và sẽ chết nếu chúng dừng bơi lại. Lý do là chúng phải liên tục đẩy nước qua mang để thở. Để ngủ, chúng tiếp tục bơi chậm trong khi vẫn để cho não nghỉ ngơi. Cá mập trắng sử dụng cú cắn để sinh sản.
Mặc dù vết cắn của chúng rất quan trọng trong việc kiếm ăn, nhưng cá mập trắng còn sử dụng vết cắn để sinh sản. Cá mập sinh sản hữu tính, với những con cái sẵn sàng sinh sản vào khoảng 15 tuổi và những con được sẵn sàng vào khoảng 10 tuổi. Cắn là một trong những phần quan trọng nhất của quá trình sinh sản để cá mập trắng sinh sản thành công. Như một nghi thức giao phối, con được cắn con cái để cố thu hút sự chú ý của chúng. Nhưng vết cắn này không gây nguy hiểm. Một số con cái sẽ có vết cắn và sẹo trên cơ thể. Những con đực cũng sẽ cắn để giữ con cái khi giao phối cho đến khi nó được thực hiện thành công. Vết cắn này giúp giữ chặt khi sinh sản và giúp cá mập cái mang thai từ 2 đến 12 con sau khi giao phối xong. Những con cá con này mất 1 năm để được sinh ra và đã có chiều dài lên tới 1,5 mét. Cá mập trắng có nguy hiểm không? Kích thước lớn và cú cắn đáng sợ của cá mập trắng khiến nó trở thành một trong những loài cá mập nguy hiểm nhất hành tinh. Hoa Kỳ có số vụ cá mập tấn công cao nhất thế giới, nhưng hầu hết đều không gây tử vong. Cá mập trắng là nỗi sợ hãi trong phim ảnh và phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, chúng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cá mập tấn công hơn bất kỳ loài cá mập nào khác. Hơn 300 cuộc tấn công từ cá mập trắng đã được ghi lại trong suốt lịch sử, với khoảng 16% trong số đó gây tử vong. Các cuộc tấn công của cá mập trắng hầu hết là vô cớ, vì hầu hết sẽ không ai muốn gây rối với con quái vật này. Lực cắn của cá mập trắng cũng như kích thước của nó khiến nó trở thành một trong những loài cá mập nguy hiểm nhất đại dương. Vì sao cá mập trắng tấn công con người? Thứ nhất là sự nhầm lẫn. Cá mập trắng có thị giác tốt, nhưng thường xuyên nhầm lẫn con người với các con mồi tự nhiên của chúng như hải cẩu, sư tử biển hoặc cá lớn. Khi chúng tấn công con người có thể do nhầm lẫn hoặc sự nhận biết sai. Hai là nguồn thức ăn hạn chế. Cá mập trắng có một khẩu phần ăn rộng và một số khu vực đang gặp khó khăn với việc tìm kiếm thức ăn. Sự suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên có thể khiến chúng tìm kiếm những nguồn thức ăn mới, bao gồm cả vùng nước gần bờ và khu vực có hoạt động của con người. Ba là sự xâm phạm không gian sống. Môi trường sống của cá mập trắng đã bị giới hạn do hoạt động của con người, bao gồm cả việc đánh bắt cá và khai thác du lịch. Sự xâm phạm không gian sống này có thể làm cho cá mập trắng tiếp cận gần hơn với con người, dẫn đến các tương tác không mong muốn. 4 là sự tò mò và tự vệ. Cá mập trắng là loài tò mò và có bản năng phòng vệ cao. Khi chúng thấy một đối tượng lạ hoặc đe dọa, chúng có thể tấn công để bảo vệ bản thân hoặc xác định xem đối tượng đó có phải là một nguồn thức ăn tiềm năng. Cần lưu ý rằng các cuộc tấn công của cá mập trắng đối với con người vẫn là hiếm và không đại diện cho hành vi chung của chúng. Việc hiểu về sinh thái học và hành vi tự nhiên của cá mập trắng có thể giúp chúng ta tăng cường sự hiểu biết và đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với chúng trong môi trường tự nhiên. Hiện có không quá 3.500 con cá mập trắng còn sống trên hành tinh. Chúng hiện đang giảm số lượng trên toàn thế giới. Điều này có tác động xấu lan rộng đến các hệ sinh thái đại dương khi những kẻ săn mồi đỉnh cao ngày càng trở nên khan hiếm. Video phân tích lực cắn của cá mập trắng của kênh đến đây là hết. Các bạn hãy cân nhắc đăng ký kênh nếu thích khám phá thế giới động vật nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần tới.